Kính thưa quý vị, khi chúng ta bỏ mít, chúng ta dùng một con dao, chúng ta cắt từng phần một. Thì sợ nhựa mít á, nó hay dính vô dao với vô tay, thì chúng ta làm sao để cho nó khỏi. Sau khi làm thì chúng ta sẽ chùi sạch bằng những cái thứ gì, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta tìm hiểu nha quý vị. Đây là mít. Khi chúng ta bỏ, chúng ta cắt từng ra từng phần một. Rồi cắt cái lõi ra, rồi chúng ta lấy ra từng múi một, vâng, cho dễ. Ví dụ đây, chúng ta có những múi mít rất là ú na ú nú. Sau đó chúng ta lột hết sơ và hột ra. Vâng, chúng ta bắt đầu cắt cái lõi nó ra khỏi cái miếng mít á, thì chúng ta mới lột từng cái múi ra được. Lấy ra từng núi một. Cho con những bài học làm người biết hoa, cho con biết bao điều nơi trần gian mẹ hiền như bà tiên. Ngày đi học con nhớ in trong lòng nắn bàn tay. Từng ngày tháng mẹ theo con từng bước, cha ngày đêm làm việc nuôi đàn con. Người quên mình, người chỉ biết lo lắng cho gia đình. Tình cha lai lắng không bên bờ, giờ con khôn lớn. Đó, chúng ta gỡ sơ với lại hột ra. Chúng ta gỡ hột và sơ ra và thái từng miếng nhỏ một, ăn cho nó dễ ăn. Vâng. Khi chúng ta gỡ mít ra thì nhựa mít dính đầy vô dao. Vâng. Với lại trên tay cũng dính đầy nhựa mít, thì chúng ta phải làm sao để cho nhựa mít ra khỏi dao quý bạn. Vâng, quý vị chờ đợi nhé, chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Khi chúng ta gỡ xong mít, vâng, thì dao và tay của chúng ta nó dính đầy là nhựa mít. Vâng, nhựa mít nó dính giờ không biết làm sao, thì chúng ta lấy dầu. Vâng. Và chúng em sử dụng dầu olive oil. Chúng ta sẽ lấy một cái bông. Vâng, nhúng vào. Rồi chúng ta chùi. Và nhựa mít nó sẽ đi ra. Vâng. Ngày đi học con nhớ in trong lòng nắn bàn tay chui rè từng nét chữ. Từng ngày tháng mẹ theo cán theo nó cũng dính vào. Cha ngày đêm làm việc các bạn thấy sạch không?
nó còn tí nhựa nào nó dính vô hết. Tay em vậy, em lấy cái dầu á, em chuồng. Tình trở lại lắm không bên bờ, giờ còn khôn lớn. Chùi cho hết, không còn một tí nhựa nào nó dính vô tay. Vâng, dầu nó sẽ làm cho nhựa nó rời ra, không còn dính chặt nữa. Trên cõi đời này không tình nào sánh bằng mẹ cha. Vâng, bạn sao? Không còn một chút xíu, cái này còn tí xíu này. Những ngày dài thật nhiều ấm êm. Vâng, sạch như là lúc ban đầu chưa có gỡ mít đấy. Vâng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Làm cách nào để lấy nhựa mít ra khỏi da và tay. Cảm ơn các bạn thật nhiều ạ.